An Giang khởi tố nhóm cựu lãnh đạo nhân viên ngân hàng. Lái xe ôm đâm chết người bán đồ câu cá trong cuộc nhậu trên vỉa hè. Vụ sạt lở vùi lấp xe 16 chỗ ở Hà Giang, một người thoát chết do xuống xe trước đó. Cháy quán chân gà nướng ở Hà Nội. Quang Huy và Như Nguyễn xin kính chào quý vị khán giờ đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Thêm một tuần mới đến, chúc quý vị sẽ có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong công việc và cuộc sống. Còn như thường lệ, phần mở đầu của bản tin này sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục tin nóng với rất nhiều tin tức đáng chú ý về các vụ tai nạn sạt lở nghiêm trọng ở nhiều địa điểm trong cả nước, cùng nhiều thông tin mới nhất, nóng nhất về an sinh xã hội, đối tượng tội phạm xảy ra trong thời gian qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, một đoạn đường nối từ chân cầu Trần Văn Sớm, thị xã Giá Rai đến chân cầu Rạch Rắn hướng đi huyện Đông Hải, chi dài hơn 2 km đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng nhiều năm vừa qua làm mãi vẫn không xong. Điều đáng nói, đây vốn là tuyến đường được đầu tư xây dựng nhằm tạo điều kiện đi lại, phát triển kinh tế cho các xã vùng xa. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng xuống cấp hư hỏng xuất hiện, nhiều ổ voi và ổ gà gây trở ngại cho người dân đi đường. Nhiều người dân bức xúc khi đi qua đoạn đường Trần Văn Sớm này. Đoạn đường chỉ dài hơn 2 km nhưng xuống cấp trầm trọng, xuất hiện hàng loạt ổ trâu, ổ voi, tiềm ẩn rủi ro gây tai nạn giao thông. Vào mùa mưa, các ổ gà, ổ voi bị nước che lấp tạo thành những chiếc bẫy xe cộ qua lại, đặc biệt là xe máy thường xuyên bị té ngã. Theo người dân sinh sống tại khu vực cho biết, tình trạng xuống cấp đã diễn ra hơn 6 năm nay. Ủy ban nhân dân thị xã đã nhiều lần dặm vá lại nhưng chỉ là những giải pháp tình thế, chỉ sau vài tháng được sửa chữa thì tuyến đường lại bắt đầu xuất hiện hố sụp. Dự án nâng cấp tuyến đường khoảng 2,1 km này có tổng mức đầu tư gần 56 tỷ đồng. Ông Ngô Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai cho biết, thị xã quyết tâm làm đường sớm nhưng phải đúng quy trình. Khoảng đến cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm 2024, sau khi hoàn thiện các bước quy trình sẽ tiến hành thi công. Dự kiến thời gian thi công khoảng 36 tháng. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Tân Châu, An Giang vừa quyết định khởi tố vụ án và tạm giam đối với Ahmad Jari, tên thường gọi Magno, 53 tuổi, ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, về tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. Cụ thể là vì mâu thuẫn mà kẻ này đã suýt châm lửa đốt thánh đường, thưa quý vị. Theo kết quả điều tra, khoảng 8 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2024, sau khi uống thuốc điều trị cai nghiện ma túy, tại trung tâm y tế thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về, nhìn thấy nhóm thanh thiếu niên đang học giáo lý trong thánh đường, nên Ahmad Jari, sinh năm 1971, đi vào mở cửa phòng xem. Do cửa phòng bị khóa trái, người đàn ông này bèn dùng tay đẩy cửa mạnh để mở, dẫn đến mâu thuẫn cự cãi, xô xát với nhóm thanh thiếu niên trên. Sau đó, đối tượng về nhà lấy hung khí, quay trở lại thánh đường để phục thù. Khi nhóm thanh thiếu niên kia hoảng sợ bỏ chạy, thì Jari tiếp tục lấy chai dầu máy khoảng 1,5 lít, đổ lên các bao gạo đang để trong phòng học, rồi dùng bật lửa định phóng hỏa nhưng không thành. Lực lượng công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và triệu tập đối tượng về trụ sở để xử lý theo pháp luật. Cũng tại tỉnh này, hàng loạt nguyên lãnh đạo nhân viên của ngân hàng Vietcombank vì gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng đã bị công an địa phương khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các đối tượng gồm Nguyễn Tấn Triều, 50 tuổi, Liệt Lâm, 52 tuổi, cùng nguyên trưởng phòng khách hàng Quách Bảo Nguyên, 46 tuổi, nguyên phó trưởng phòng khách hàng và Võ Đăng Vân, 43 tuổi, nhân viên phòng khách hàng. Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 đến 2014, nhóm đối tượng là lãnh đạo, nhân viên phòng khách hàng đã không kiểm tra, thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của một số công ty, nhưng đã ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn. Từ đó, ngân hàng đã giải ngân cho 3 công ty trên, dẫn đến thiệt hại hơn 600 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, chỉ riêng hành vi phạm tội của Võ Đăng Vân đã gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 272 tỷ đồng. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can là giám đốc, tổng giám đốc của 5 công ty khác nhau về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các công ty đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn, lập nhiều hồ sơ khống để rút vốn vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh An Giang. Thưa quý vị khán giả, để triệt xóa tệ nạn ma túy đang lộng hành ở các tỉnh thành trên khắp cả nước, cảnh sát điều tra và lực lượng chức năng luôn tăng cường điều tra, bắt giữ các đối tượng để đảm bảo an ninh trật tự xã hội.
Và mới đây, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã triệt phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng trên địa bàn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Diễn biến quá trình phát hiện bắt đối tượng này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 11 tháng 7, tại một quán cà phê ở phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Biên Hòa phối hợp Công an phường Trảng Dài bắt quả tang Lê Duy Tâm đang tàng trữ trái phép khoảng 150g ma túy đá. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Đỗ Thị Thùy Dương. Dương và Tâm sống với nhau như vợ chồng. Qua đấu tranh, bước đầu Tâm khai nhận số ma túy nói trên Tâm mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch ở khu vực Suối Tiên thuộc quận 9 thành phố Hồ Chí Minh với giá 70.000 đồng, sau đó đưa về phân nhỏ bán để kiếm lời. Khám xét nơi ở của Tâm và Dương, công an thu giữ một cân tiểu ly, hai kéo bằng kim loại và 20 túi ni lông, túi zip dùng để phân loại ma túy. Còn ở tỉnh Tiền Giang, với hành vi trộm cắp tài sản, Nguyễn Trường Sơn và Nguyễn Hoàng Anh cùng trú thành phố Vĩnh Long vừa bị công an huyện Cái Bè khởi tố bắt tạm giam. Đáng chú ý là cả hai đối tượng này từng có tiền án và tiền sự trước đó, thế nhưng đến nay vẫn tiếp tục thực hiện hành vi trái pháp luật. Rạng sáng 17 tháng 6, hai đối tượng điều khiển xe mô tô đến nhà một hộ dân trên địa bàn ấp Mỹ Quế, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè trộm một xe mô tô tẩu thoát. Nhận tin báo, đội cảnh sát hình sự công an huyện Cái Bè phối hợp công an xã Mỹ Đức Đông tiến hành điều tra xác minh. Đến sáng ngày 17 tháng 6, lực lượng phát hiện Sơn đang điều khiển xe lưu thông trên địa bàn phường 2 thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long nên tiến hành bắt giữ cùng tay vật. Nguyễn Hoàng Anh bị bắt giữ ngay sau đó. Vì cự cãi mâu thuẫn trong lúc nhậu, một tài xế xe ôm đã đâm chết một người đàn ông làm thuê ở tiệm bán đồ câu cá trên vỉa hè ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Công an sau đó đã phong tỏa khu vực điều tra, khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy xét bắt được nghi phạm và đang đấu tranh làm rõ nguyên nhân xảy ra án mạng này. Chiều tối ngày 14 tháng 7, người dân thấy nhóm khoảng 3 đến 4 người ngồi ăn nhậu trên vỉa hè quốc lộ 1, đoạn trước tiệm bán dụng cụ câu cá thuộc phường Bình Trị Đông A. Hai người trong nhóm nhậu sau đó được cho là nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi với nhau. Đỉnh điểm, một người đàn ông ngoài 50 tuổi cầm theo hung khí tấn công, khiến ông T, 58 tuổi, gục tại chỗ, tử vong sau đó. Nghi phạm sau đó rời khỏi hiện trường. Người dân khu vực cho biết, ông T làm thuê cho chủ tiệm bán dụng cụ câu cá. Hàng ngày nạn nhân ngủ lại tiệm để trông giữ đồ đạc. Còn người tấn công ông T là xe ôm, thường hay dừng đổ gần tiệm bán đồ câu cá, nên quen biết và hay ăn uống chung với nhau. Liên quan đến vụ sạt lở làm vùi lấp xe 16 chỗ gây 11 người tử vong ở tỉnh Hà Giang mà Nóng 24 giờ đã chia sẻ đến với quý vị trong bản tin trước đây. Sau 2 ngày cơ quan chức năng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích, một tin tức mới đã khiến nhiều người nhẹ lòng là nạn nhân cuối cùng may mắn còn sống sót. Được biết trước khi xảy ra tai nạn thương tâm, người này vì bị say xe nên xin tài xế cho dừng lại giữa đường về nhà. Nhờ vậy mà thoát chết thưa quý vị. Vào ngày 14 tháng 7, các cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác rà soát số lượng người trên xe 16 chỗ gặp nạn và kết thúc công tác tìm kiếm. Qua rà soát, một nữ hành khách đã xuống xe dọc đường thuộc địa phận thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang ngay trước khi đến điểm sạt lở và về nhà an toàn. Vì vậy, số người trên xe 16 chỗ và người dân bị nạn trong vụ sạt lở đất là 15 người, trong đó 11 người tử vong và 4 người bị thương. Hiện tại, tỉnh Hà Giang đang huy động máy móc, lực lượng, nỗ lực thông tuyến giao thông, đồng thời cắm biển cảnh báo và cử người canh gác. Khi thấy có dấu hiệu sạt lở sẽ tuyệt đối không cho người và các phương tiện qua lại. Vụ sạt lở vùi lấp xe 16 chỗ xảy ra tại km 11 thuộc quốc lộ 34, thôn Tạm Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, Hà Giang. Chiếc xe khách 16 chỗ bị kẹt do đất đá sạt lở. Hành khách trên xe cùng 3 người đi xe Innova phía sau đã xuống đẩy hộ. Khi đang đẩy xe qua chỗ sạt, bất ngờ hàng nghìn mét khối đất đá từ trên cao tràn xuống lòng đường, vùi lấp xe và hành khách. Nỗi đau từ vụ việc sạt lở Hà Giang chưa kịp nguôi ngoai thì tại Lâm Đồng lại vừa ghi nhận thêm một người tử vong vì bị sạt lở đất. Qua hai vụ việc đau lòng này là một hồi chuông cảnh báo đến với người dân đang sinh sống tại các khu vực đồi núi cần phải hết sức cẩn trọng, nhất là trong thời tiết mùa mưa đang kéo về. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng ngày 15 tháng 7, một cơn mưa lớn kéo dài đã làm khối đất phía sau sạt xuống vùi lấp căn nhà của ông Đặng Quang L, khu ngã ba Huế, xã Đạ Ca Nàng, tỉnh Lâm Đồng, khiến bà NTT, 40 tuổi, vợ ông Đặng Quang L tử vong tại chỗ. Ba người còn lại trong gia đình được lực lượng cứu hộ đưa sơ tán an toàn. Ngay sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc, chính quyền huyện Đam Rông đã xuống hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ sạt lở. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đam Rông cho biết, cơ quan này đã hỗ trợ gia đình nạn nhân dọn dẹp hiện trường, tìm kiếm khu vực sạt lở, hỗ trợ ổn định cuộc sống và lo hậu sự cho người đã mất.
Thưa quý vị, vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip thu hút sự chú ý của nhiều người. Khi ghi lại cảnh một chú rể mặc vest đang trên đường đi rước dâu thì không may va chạm với xe ben chở vật liệu xây dựng trên đường thuộc địa bàn phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. Hành động khiến nhiều người bất ngờ là sau va chạm, chú rể rời khỏi ô tô rước dâu, lao ra đường đuổi đánh tài xế xe ben. Hiện công an ở Đắk Lắk đã vào cuộc xác minh làm rõ danh tính của hai người liên quan để xử lý vụ việc. Chiều 14 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân An cho biết hiện công an đã xác minh làm rõ danh tính hai người liên quan vụ việc chú rể đánh tài xế xe ben sau va chạm giao thông. Theo xác minh, tài xế xe ben là anh NTH, 28 tuổi, ngụ xã Ea3, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, đang ở bệnh viện điều trị chấn thương vùng đầu và hàm mặt sau khi bị chú rể và một vài người trong đoàn rước dâu đuổi đánh, đồng thời đang lấy lời khai của người này. Được biết trước đó, sáng 13 tháng 7, trên địa bàn phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, xảy ra vụ va chạm giữa xe ben 47C33470 chở vật liệu xây dựng và ô tô 51F79467 đang trên đường đi rước dâu. Ngay sau đó, chú rể rời khỏi ô tô rước dâu, lao ra đường đuổi theo đấm đá vào vùng đầu tài xế xe ben. Khi tài xế xe ben vùng ra được và bỏ chạy, chú rể cùng một số người khác vẫn đuổi theo. Nhận thông tin về vụ việc chú rể đuổi đánh tài xế xe ben trên đường, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Buôn Ma Thuột đã tới hiện trường để xử lý. Tuy nhiên, khi cảnh sát giao thông tới nơi, hai bên đã rời đi. Tiếp tục chương trình là vụ hỏa hoạn vừa xảy ra vào sáng nay tại một quán chân gà nướng ở Hà Nội. Vụ cháy may mắn được phát hiện kịp thời nên không có thương vong nào về người. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản. Hiện nguyên nhân vụ cháy này vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại quán chân gà nướng ở số 683 đường Đê La Thành, quận Ba Đình, Hà Nội, xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay 15 tháng 7. Khu vực xảy ra cháy nằm ở tầng 1 của cơ sở kinh doanh kể trên. Ngay sau khi phát hiện có đám cháy, người dân đã hô hoán, thực hiện các biện pháp chữa cháy ban đầu. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy. Sau khoảng 15 phút, đám cháy đã được khống chế. Theo người dân, nguyên nhân vụ cháy được cho là do sự cố tại khu vực bếp nướng chân gà, lửa bùng lên làm cháy, chập hệ thống điện. Rất may, lực lượng chức năng kịp thời khống chế nên ngọn lửa đã không cháy lan sang khu vực khác. Thưa quý vị, khi tham gia giao thông, việc quan sát giảm tốc độ khi chuyển làn là điều cực kỳ cần thiết. Thế nhưng vẫn còn nhiều người khi lưu thông thiếu quan sát, thản nhiên tạt ngang, gây ra tai nạn cho bản thân, đôi khi còn liên lụy đến người khác. Đơn cử như tình huống mà camera nóng vừa cập nhật ngay sau đây để gửi đến quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi để cẩn trọng hơn khi lưu thông trên mọi nẻo đường luôn được an toàn. Camera hành trình của ô tô ghi lại tình huống va chạm trên đường phố của hai xe máy. Nam thanh niên điều khiển xe máy khi chuyển làn đã không chú ý quan sát, ung dung tạt sang. Đúng thời điểm này, một cô gái đi xe máy tới đã cố gắng đánh lái tránh, nhưng vẫn xảy ra va chạm. Tình huống xảy ra khiến thanh niên ngã ra đường, còn cô gái may mắn khi xử lý rất tốt. Cũng liên quan đến vấn nạn chuyển làn vượt ẩu khi lưu thông là một tình huống xe tải chạy ẩu khiến cho chiếc xe khách bị kẹp vào giữa như bánh mì kẹp chả. Sáng 13 tháng 7, trên đường Lê Thánh Tông, quốc lộ 18, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, xe khách màu đỏ di chuyển bên trái sát vạch kẻ phân chia đường ngược chiều, thì xe tải từ phía sau vượt lên khá ẩu. Khi gặp hàng loạt xe ngược chiều, xe tải nép vội vào làn, khiến tài xế xe khách phải giảm tốc, đánh lái sang phải để tránh va chạm. Đúng lúc này, một xe tải khác từ bên phải đang đi tới, khiến xe khách bị kẹp vào giữa như kẹp chả. May mắn không có thương vong. Thưa quý vị, lợi dụng lúc chợ đang đông đúc, nhiều người qua lại, hai người phụ nữ đã có màn phối hợp nhịp nhàng, dàn cảnh trộm cắp, kẻ che chắn, người móc túi, bất chấp thời điểm đông người. Hành vi của các đối tượng này chuyên nghiệp tới mức khi xem lại camera an ninh thì nạn nhân mới biết mình đã bị giăng bẫy. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi camera nóng vừa cập nhật sau đây để nâng cao cảnh giác trước những chiêu trò tinh vi của kẻ xấu. Camera tại nhà dân ở một chợ tại tỉnh Kiên Giang cho thấy, tại một điểm bán rau củ quả, một người phụ nữ đội nón tới mua đồ. Ngay sau đó, có hai người phụ nữ liền tiếp cận khá gần. Một người vừa mua đồ thu hút sự chú ý, người còn lại thừa cơ hội móc túi nạn nhân lấy bóp tiền. Lấy được tài sản, cả hai leo lên xe có hai người đợi sẵn bên ngoài. Nạn nhân lựa chọn xông rau củ, đứng dậy sờ túi định trả tiền thì mới phát hiện nhưng đã quá muộn. Còn tại Đồng Nai, mới đây, camera nóng đã ghi lại tình huống một người phụ nữ đang bồng con đi dạo trong một con hẻm vắng thì bất ngờ bị giật sợi dây chuyền.
Cụ thể vụ việc như thế nào? Mời quý vị theo dõi đoạn clip ngay sau đây. Khoảng 9 giờ sáng ngày 12 tháng 7, người phụ nữ 23 tuổi bồng con nhỏ đi bộ trong một con hẻm thuộc thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, bất ngờ bị một đối tượng nam điều khiển xe máy biển kiểm soát 60G1-08109 từ phía sau chạy tới, giật sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ. Tuy nhiên, sợi dây chuyền đứt và bị rơi xuống đất, đối tượng không lấy được nên tăng ga bỏ chạy. Đến 11 giờ 30 phút trưa cùng ngày, công an đã bắt giữ Lê Minh Tuấn, sinh năm 1994, khi đối tượng đang lẩn trốn tại một đường hẻm thuộc huyện Long Thành. Thưa quý vị khán giả, chỉ trong một năm trở lại đây, những hoạt động chữa lành, healing ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là được giới trẻ ưa chuộng và hưởng ứng, khiến chúng trở thành xu hướng lọt vào top trend rầm rộ trên khắp các trang mạng xã hội. Nhận thấy trào lưu này đang tác động mạnh mẽ đến giới trẻ, nên đã có không ít những tổ chức cá nhân với mục đích xấu, lợi dụng mát chữa lành, dụ dỗ, rút hầu bao của người trẻ nhằm kiếm tiền. Về mặt lợi và hại mà trào lưu này đang đem lại là gì? Và đây có thực sự là loại bệnh cần phải đi chữa lành hay không? Mời quý vị cùng Chuyện Cảnh Giác của Nóng 24 giờ tìm hiểu rõ hơn thông qua phóng sự sau đây. Thời gian gần đây, khái niệm chữa lành đang được nhắc tới ngày một nhiều, dần trở thành một khái niệm gắn liền với giới trẻ, nhất là thế hệ Z. Trên các nền tảng mạng xã hội, từ khóa chữa lành, healing, thậm chí còn lọt top 100 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam. Chữa lành không phải là một hoạt động nhất định nào, mà để chỉ các hoạt động giải tỏa tâm lý của giới trẻ thường rất đa dạng, từ nghe podcast chữa lành, du lịch chữa lành, các khóa thiền ngắn hạn, sống gần với thiên nhiên, bói bài tarot. Mình chọn cách đi du lịch để chữa lành, đó là cái cách mà mình chọn để giải tỏa căng thẳng, áp lực trong cuộc sống. Theo từ điển Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ, định nghĩa của chữa lành là quá trình điều trị nhằm giảm nhẹ các tình trạng có liên quan đến các rối loạn sức khỏe tinh thần hoặc tình trạng thể chất liên quan đến tinh thần để trở về trạng thái an yên, mãn nguyện, từ đó giúp tìm được những niềm vui, sống lạc quan hơn. Việc ngày càng có nhiều bạn trẻ tìm kiếm từ khóa chữa lành là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy giới trẻ đang dần học cách hiểu được bản thân và tự chữa lành cho chính mình. Có rất là nhiều vấn đề về stress, về căng thẳng, về mất việc, về lo sợ, về đe dọa, về cái an toàn, về cái chết. Thì lúc này mọi người là rất là quan tâm đến đời sống tinh thần. Nó giống như là vừa đó là một cái tín hiệu tốt vì mọi người bắt đầu biết để ý hơn, quan tâm đến ngoài cái vấn đề sức khỏe thể chất thì bắt đầu để ý hơn sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, hiện nay, việc chữa lành cũng đang gây tranh cãi. Nhiều người trẻ lấy lý do chữa lành để bao biện cho sự lười biếng, thụ động của chính bản thân trong công việc. Và cũng chính vì nhu cầu muốn chữa lành ngày càng nhiều, không ít cá nhân tổ chức lợi dụng sự bất ổn về tâm lý hay theo tâm lý đám đông để lôi kéo dụ dỗ tham gia những khóa học chữa lành với giá từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng. Số bộ phận họ cũng rất là nhạy bén và họ thấy đây là giống như là một cái miếng mồi ngon ấy, để kinh doanh, để kiếm tiền, để khởi nghiệp và có những cái mô hình của trá hình nữa cơ, trá hình của giống như là đa cấp. Giờ nghe đa cấp mọi người đều sợ, thì bây giờ nó sẽ trá hình bằng những cái hình thức nó dễ hơn, dễ mọi người chấp nhận hơn, và cái mảng về đời sống tinh thần nó lại nghiêng về cái hướng của tâm linh, về những cái nó chưa rõ ràng, vậy đâu là khoa học và đâu là đúng, đâu là sai, thì lúc này nó dẫn đến một cái sự hỗn loạn trên thị trường. Nên cái từ chữa lành bắt đầu nó xuất hiện rất là nhiều, và rất là nhiều khóa học đã được mọc lên. Thì trong này nó sẽ có những cái khóa học, những cái chương trình nó mang đến sự chữa lành thực sự. Nhưng cũng có rất rất nhiều khóa học nhưng nó không đảm bảo được cái khái niệm về chữa lành. Vậy thì mình sẽ phải hiểu rõ cái chữa lành nó như thế nào, làm sao để nhận diện được cái khóa học nào phù hợp và khóa học nào không phù hợp, và tại sao người ta có thể đổ một cái số tiền rất là lớn để đầu tư vào, để có thể tham gia học. Thực sự nếu không có hiệu quả hoặc không có những cái tác dụng nhất định ấy, thì họ sẽ không đăng ký tham gia. Nhưng mà cái hệ quả cuối cùng là gì ấy, thì mọi người đã chưa trải qua nên sẽ chưa nhận diện được nó như thế nào, nên cần phải có một cái nhận thức và hiểu đúng đắn về cái hình thức này. Không phủ nhận vai trò của trào lưu chữa lành khi nhiều người tự thay đổi được bản thân, cảm xúc, tâm lý, thoát khỏi rối loạn, trầm cảm, lo âu. Tuy nhiên, cần có cái nhìn rõ nét về câu chuyện chữa lành, đừng biến chữa lành thành một loại bệnh của xã hội hiện đại, để rồi một ngày nào đó người ta phải đi chữa bệnh, chữa lành. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Nóng 24 giờ ngày hôm nay. Quang Huy và Như Nguyễn rất tiếc khi phải nói lời tạm biệt tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, quan tâm và theo dõi chương trình. Còn bây giờ chúng tôi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.